Quay con cá bự dữ vậy. Cá chài. Hello, chào mừng đã trở lại. Sau khi đi về Việt Nam xong thì nay là nhà tôi tắt cá. Sớm giờ mới mò xong, hiện tại không mặc áo nhưng có bận quần. Đây này cho anh em coi cá nè. Bán bớt mớ rồi mà vẫn còn nhiều. À, đây là cái chỗ mà rộng cá, nãy giờ là một mình tôi đứng ở trên tôi nhìn dưới không, không có bắt. cần cá. Đó. Đấy, tính bắt cá quay video mà bận quá không có quay kịp. Đâu rồi ta, cái rổ của mình đâu rồi? Đây. Đây. Nó. Coi con cá nè, cá này là cá chài. Không? Cầm cá chụp hình. Đó, đó, cầm đi. Đây, đây là sự tương quan giữa một con cá và một con heo. Con cá bự ngang con heo. Bự chưa? Cho bớ luôn. Mẹ chưa? Mầm gì được mầm. Ai, nó nhảy. Chết rồi mày con. Cá chài. Chào bá luôn. Khó khăn lắm con mới bắt được á. Bắt được trên bờ chứ ở dưới thì vũ bắt. Vô. Đây là cá gì quên mất tiêu rồi, cá sặc hay gì đó. Ừ, cá sặc. Ốc này nọ. Rồi đây là con cá heo đang ngồi rửa chân. Ôi ôi quá trời luôn, đã quá. Còn nhiều lắm. Vừa mấy con trọng trọng chiều lại cho ngập vài con với con có với tiền nó xuống cho nó vài con để hết. Cái này mình chiều lại không? Ừ. Bắt lộn sợ đi, đừng có phân biệt cá bự lớn nhỏ. Ôi cá rô bự. Trời ơi, con thấy nó ngon nha. Cá rô. Thôi cá rô để lại ăn đi. Một rổ cá. Nhiều ký. Trời ơi, mười ký cá bắt canh. Đây cái mương ở đằng trước nhà anh em thì sáng mới 5 giờ tát xong rồi rước bồ qua để ngồi mò mương thì giờ cũng còn cá nhưng mà mấy con nhỏ thì mình chừa ở dưới, mình chỉ để mấy con bự đây thôi. Mấy con bự thì mình bắt, mấy con bé xinh xinh á cỡ chừng bàn tay là mình thả hết để cho nó lớn tiếp. Mương này là mương cùng rồi đó, không có lớn không nữa. Đây soca xe cái nhà trong còn có công viên ghế đá rồi lan mai hoa rồi giang thọ gì đó, đó. Trồng được lưa hộp dưa hết trơn, vài tháng nữa là đi tát tiếp. Thì dũng sĩ bắt cá lóc. Mà cá lóc là dân mình không bắt không à, hơn chục con. À, đi kiếm ớt rồi. Ở quê thích thật á, vì mà mình muốn ăn cái gì có cái gì đó là mình có trồng hết rồi. À, nhà có cái bồn hoa. Nhưng mà cái bồn hoa không dùng để trồng hoa, trồng cái ớt. Mà không, cái ớt này nó cũng không có trái, nó héo queo hết trơn rồi. À, ốc thì mình ngâm ớt cho nó cay chẳng hạn. Ở Nhật thì ít ăn mấy món này lắm anh em. Ở Nhật làm gì có ốc mà ăn. Trời ơi. À, nhà đất mặt tiền, cách nhau cái ao cho nên xe hơi nhiều. Tính lắp cái ao này luôn thì được, nhưng mà lắp xong á, cái xe cộ nó chạy ồn quá cho nên thôi để cái ao vậy luôn. Đi ra đi cái ớt đây, nhà tôi chứ tôi không biết được đi nữa. Nó ở dưới quê là cứ thích cái gì thì trồng cái đó lên ăn thôi. Ớt này ớt hiểm. Ớt nhìn sao biết ớt hiểm hả? À? Tại vì cái trái nó nhỏ xíu à. Nó mọc nó chỉ lên trên trời, gọi là ớt chỉ thiên đó. Được chưa? Rồi. Chúng ta che cái camera sao? Nó mờ quá à. Nói cái quay video mà học được mà bà đặt đồ quay. Chưa? Rồi. Đây quay đi chứ. Ờ đây quay video. Chuyên cá. Ông cao quá. Chuyên cá mà tôi làm gì? Ô cái quay bộ. Chị quay tôi chuyên cá với con cá. Tại gì chết thì nè. Rồi khép rồi. Hay là mình đi. Chưa khép mà cái gỗ này ta rồi mà ta. Cái mặt này làm sao mà chưa tở được hết. Chưa tở thì không tin á. Tở rồi nhưng không tở sao mà nó có thể chín được vậy. Đúng không? Ừ. Vì ai nó chưa tở. Cái chân nó bể. Cái mặt bên đây chưa chín nè. Thì để chiên chút nữa đi. Ừ. Đã rồi. Ê, chị vậy không? Mình biết đây nó sâu hơn. Lấy cái cây cầm vườn nhỏ nhỏ. Chiên cái nhỏ vô. Được
bắt con cá lóc. Quay đứng là nó thành cái hình vuông nhỏ xíu vậy sao coi. Cặp bây giờ đó. Không dữ quá à. Mà con gấu mà sao không dữ, không giống gấu gì hết trơn vậy? Gấu dữ đó. Rồi. Ra mặt đất là chết với anh rồi. Trời ơi. Thôi lại. Cái rửa nữa chứ. Sao nhét vô dừa? Dừa nè. Rồi. Trời ơi đau đớn con người ta à. Ừ. Nó nói cãi không mà. Được rồi mà đập nó nữa. Nó chưa chết thì sao á. Rửa nữa. Thôi đâm đi rồi rửa lại. Rồi Hen, đi đi Hen. Đầu thai kiếp khác. Làm con khác đi. Đừng làm con cá lóc nữa. Xong kiếp cá lóc nha. Ra đi thanh thản. Đó hả? Đâu 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 chỗ nào? Con hải hả? Thế vậy đúng được rồi heo. Bây giờ. Ừ. Xíu xèo à, cây cũng muốn gãi luôn à. Thôi đừng làm cá lóc nữa, đi đi mẹ ơi. Rồi để trong đống gom hả? Hay là được dựng đứng? Dựng vậy đó. Như vậy hả? Ừ. Hỏi lùa vô cái đốt lửa đi. Đốt đây ha. Trời ơi trời, gãy cây. Thì nó sao bộ nó biết nấu đi nướng mà bộ đưa tôi có biết nướng đâu thì đốt lửa thôi. Trời ơi. Bộ lấy cái hỏi à. Chặt vô cái mọc vừa qua tại Bến Tre có một vụ quả thiêu rất là nghiêm trọng. Người từ quả thiêu đó là một chú tên là Lóc. Anh ấy đã tự hiến thân mình bằng cách là tự đâm họng vào một cái cây ổi, sau đó thì bị lửa bốc lên. Tình trạng hiện tại là toàn thân cháy khét. Những người xung quanh đang chứng kiến gần quả thiêu này nhưng không có một chút gì gọi là đau khổ hết. Ai cũng nhìn với ánh mắt đầy thương cảm và chảy đầy nước miếng. Dự kiến là anh cá lóc sẽ được lên vàng và nhiều người sẽ cười sau khi cái chết của anh ấy đã ra đi. Quay vô một con cá. Ôi, con cá bự quá. Một đứa em bé. Nhõng nhẽo.